Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Rất vui khi một lần nữa được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Bản tin của chúng tôi hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý nào? Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem. Rút bảo hiểm xã hội một lần, quả bóng đang ở chân ai? Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2016-2022, cả nước có hơn 4,8 triệu lượt người lao động đề nghị và được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần năm sau luôn cao hơn năm trước với tốc độ tăng trung bình khoảng 10% một năm. Đây rõ ràng là một con số rất đáng lo ngại. Tính chất cơ bản của các chính sách bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện là sự khẳng định trụ cột của nền an sinh xã hội nước nhà trong giai đoạn mới, góp phần vào sự tiến bộ và công bằng xã hội, đưa đất nước phát triển bền vững. Vậy tại sao có chuyện người dân từ chối chính sách ưu việt như vậy? Hai nguyên nhân chính là tiền và niềm tin. Phải giải quyết được gốc rễ hai vấn đề này thì người lao động mới yên tâm đóng và giữ bảo hiểm. Đầu tiên là tiền. Đa số người lao động có thu nhập không cao, khả năng tích lũy không nhiều, dẫn đến khi mất việc phải đối mặt với các nhu cầu tài chính trước mắt rất lớn. Tỷ lệ lao động trẻ rút bảo hiểm ngày càng nhiều bởi có tâm lý chỉ quan tâm đến nhu cầu trước mắt hơn là nhu cầu lương hưu khi về già. Ngoài ra, tình trạng lao động thiếu việc làm, không có việc làm, mất việc làm dẫn đến gia tăng số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Thứ hai là niềm tin. Tình trạng trốn nợ, bảo hiểm của doanh nghiệp cũng là vấn đề đáng báo động, trong khi quy định của pháp luật để xử lý các doanh nghiệp này còn chồng chéo, thậm chí còn mâu thuẫn với nhau. Đơn cử là việc xử lý hình sự doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm vẫn bế tắc. Phải khẳng định rằng, ngành bảo hiểm cũng đã có nỗ lực để truyền thông về chính sách bảo hiểm. Báo chí cũng tích cực đồng hành. Tuy nhiên, phương thức truyền thông cần đa dạng hơn và mạnh mẽ hơn nữa. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga nhấn mạnh vào hai giải pháp: nâng cao đời sống và điều chỉnh các chính sách khuyến khích tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó, để người lao động tăng thu nhập phải làm thường xuyên, điều chỉnh chính sách là liên tục. Trong bài viết, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói về một nhu cầu mang tính nguyên tắc và để đảm bảo sự phát triển lành mạnh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển. Sớm hoàn thiện và đồng bộ chính sách phải là việc ưu tiên hàng đầu. Trong vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, cần đảm bảo lợi ích và sự hài hòa giữa các bên. Nhà nước, doanh nghiệp, người dân, ở đây là lực lượng người lao động, tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội. Công tác truyền thông chỉ thực sự hiệu quả khi có sự nỗ lực của tất cả các bên. Quả bóng không ở riêng chân ai, bởi tất cả đang ở chung trong một trận đấu chống lại sự tụt hậu, đói nghèo, bất bình đẳng, hướng tới đảm bảo và hiệu quả của mạng lưới an sinh xã hội. Cựu bí thư Thành ủy Thái Nguyên Phan Mạnh Cường ra tòa vì tội thiếu trách nhiệm. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã mở phiên tòa xét xử đối với cựu bí thư Thành ủy Thái Nguyên Phan Mạnh Cường, cựu trưởng ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước. Theo hồ sơ vụ án, Ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên được thành lập theo quyết định số 130 năm 2000 ngày 20 tháng 11 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp. Ngày 24 tháng 10 năm 2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định số 2638 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khu công nghiệp Điểm Thụy với diện tích 180 ha. Năm 2017 được đổi tên thành dự án xây dựng khu công nghiệp Điểm Thụy, khu A và giao cho Ban quản lý các khu công nghiệp làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 1.400 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư lấy từ vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác. Hình thức quản lý dự án, chủ đầu tư trực tiếp quản lý, thời gian thực hiện dự án từ năm 2012 đến năm 2017, đã điều chỉnh thời gian thực hiện từ năm 2012 đến năm 2023. Theo đó, Ban quản lý các khu công nghiệp
được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác để thực hiện hoạt động đầu tư, xây dựng công trình. Ngày 30 tháng 5 năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định số 1078 thành lập Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên. Ban Quản lý dự án là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng giúp Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, chủ đầu tư, thực hiện nhiệm vụ do chủ đầu tư giao và quyền hạn do chủ đầu tư ủy quyền theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, ký hợp đồng cho thuê lại đất đai khu công nghiệp Điểm Thụy, ông Phan Mạnh Cường với vai trò là trưởng ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên kiêm giám đốc ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp giai đoạn 2013-2019 và một số cá nhân có trách nhiệm thuộc ban quản lý các khu công nghiệp đã có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách của nhà nước. Trước đó, ngày 15 tháng 3 năm 2022, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phan Mạnh Cường. Ban Bí thư nhận thấy, ông Phan Mạnh Cường trong thời gian giữ chức vụ tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, kiêm giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp giai đoạn 2013-2019 đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và quy chế làm việc, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, có nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản, đất đai. Những vi phạm của ông Phan Mạnh Cường gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại tiền, tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, mất uy tín cá nhân. Trong quá trình kiểm điểm, ông Cường không tự giác nhận vi phạm và khuyết điểm. Bất động sản đã ngấp nghé giờ vàng. Thưa quý vị, bất động sản đóng góp cao vào GDP liên quan đến vài chục ngành khác nhau, tạo ra nhiều công ăn việc làm trực tiếp và gián tiếp. Cũng vì có tính lan tỏa mạnh nên gỡ khó được cho thị trường này là giải quyết rất nhiều vấn đề trong nền kinh tế. Đó là câu chuyện được đặt ra từ đầu năm. Thế nhưng đến thời điểm này, thị trường bất động sản vẫn hết sức khó khăn. Những nút thắt về pháp lý, vốn, thanh khoản hầu như còn nguyên. Dự án chờ vốn, vốn chờ pháp lý chờ sửa luật, chờ cán bộ giám quyết, giám ký, tạo thành một vòng luẩn quẩn. Khảo sát các chủ đầu tư, ai nấy đều lắc đầu. Họ đang tồn tại trong trạng thái mơ hồ, không biết sắp tới sẽ như thế nào vì những gì cần nói, cần làm, cần gỡ đều đã đề xuất và kiến nghị. Họ từ đói vốn, khát vốn đã chuyển sang giai đoạn có vốn cũng không biết để làm gì vì thanh khoản vẫn ngày càng suy giảm. Chủ đầu tư khó, khách hàng cũng khó, thị trường ngày càng khó. Có người ví von, thị trường bất động sản Việt Nam đang rơi vào tình trạng bệnh nhân bị để qua giờ vàng cấp cứu hoặc đang ngấp nghé nên nếu trước khó 1 thì nay khó 2, khó 3. Nếu như trước đây chỉ cần gỡ vướng mắt nguồn cung thì hiện nay đầu cầu cũng bế tắc. Minh chứng rõ ràng nhất là một số chủ đầu tư gắng gượng mở bán trong thời gian qua nhưng đa số thất bại do người mua không đủ niềm tin để xuống tiền.